Chào mọi người nha. Thì bây giờ là trời mưa. Mày thấy trời mưa không em? Mưa nắng thấy bà. Trời mưa không phải trời nắng đâu. Bây giờ không có làm video được. Nhưng mà giờ mình kênh mình đang cố gắng để mình ra video á mọi người. Cho nên là giờ mình không làm quay không quay được thì bây giờ mình làm ẩm thực. Bây giờ mong mọi người ủng hộ cho team mình nha. Bây giờ bữa nay mình kêu Nam với có con bé Hà nữa. Bé Hà nói được là chia giao được không? Bà Hà cũng như anh là bắn lên luôn rồi. Phép không thầu giữa hai chân mới đẩy hả? Nhớ mạnh mạnh như anh mạnh háo tao. Mạnh quá nè nói. Tao là vừa làm vừa ăn nha. Chứ không phải như mày đâu mà mày tới giờ mày xuống ngủ tới giờ này mới dậy. Giờ không gọi tôi mưa xuống vô tôi có xuống đâu bà. Giờ anh tôi xuống lắm. Mày nghĩ anh mày xuống không? À, không. Bẹt. Mày liếm tư, mày liếm lự tao ngủ rồi tao tin. Tôi ngu á, bà kêu chó hay thật. Chứ mày ham ăn như quý mà mày đặt nói. Ý là làm món gì có thịt có tôm rồi đấy. Giờ mình hôm nay mình làm video mớ màng đó là một món ăn đậm chất miền Trung nha mọi người nha. Đó là món bánh xèo đúng không? Bánh xèo chưa rồi, bánh xèo gì đã mày. Giờ này bánh xèo hả? Cái bánh này mình chỉ làm món bánh bánh tay giặt. Chụp khẩu cơ mà mọi người bảo mua làm bánh tươi giặt mà bảo mua có chút thịt trời ai anh nhìn vào. Mày biết làm nhân rồi, nhân đậu xanh nữa nó nhiều lắm nha mày. Chứ không phải quan trọng là ít hay nhiều. Mua quan trọng là cái tấm lòng của tao nè, ké một cái tấm lòng tao bò hết trong đây nè, mày hiểu không? Chọc. Mua có chút thịt vậy mới chưa xuống bụng tôi nữa. Tao mới kêu tao kẹt cua mày. Giờ đợi chút nữa tao làm ra cho mày coi nó nhiều lắm nha thằng kia. Chút nữa mày ăn hết tao giọng vô má mày giờ. Sao hết bà? Bây giờ đó mình đi vô từng chi tiết là mình sẽ quay từng công đoạn nha mọi người. Bây giờ mình với Hè đang là mình đang thái ba chỉ ra với Hè là nó đang lột tôm để làm với nhân á mọi người. Bây giờ làm món này nó đơn giản nhưng mà do khâu chuẩn bị rồi nó lâu hả bạn? Ừ. Chuẩn bị sáng mới giờ chứ không phải như mày má xuống đâu giờ ngồi nói. Tôi sáng giờ tôi ngu với con đâu. Cuộc đời đàn ông gì đâu mà thiệt vô dụng hả? Vậy vô dụng đấy. Má đàn ngủ hổng cưng thiệt riêu đi. Điện hồi xuống đi đâu bớt. Chứ mày xuống dưới đây mà hạnh phúc nè mày. Không. Tôi xuống được gặp bà ớn tưởng não mà. Chứ làm gì ớn mà gặp tao mà ớn. Nhưng em mới bà chữ thôi cũng rung. Nãy giờ tao chưa chữ luôn á. Tao chỉ có thế ông im mẹ à mồm. Không phải chữ. Mày có nói chuyện vô không? Thấy đi. Không có ai mà tốt về tao chứ ăn được hết á. Nhì bà mà tốt đi. Sao không tốt? Gần tốt quá. Vậy đi, nói vậy đi. Bà dư ăn phim mà tốt. Làm như tao giống nợ trên rừng đánh rú đồ. Tao giống mấy con cáo đồ hả bây. Tụi tao không tốt mà làm ẩm thực đồ kêu mày xuống đồ. Mày ăn. Nãy giờ tao chứ ăn tự quay được chứ tao nghĩ kêu mày xuống. Đúng không? Tao dư Hè đâu có quẻ đuôi xúc méo đồ điện nào mà không cầm được máy quay. Sao bà quay được? Sao không quay? Hai tên làm một bộ quay. Bộ quay sao hay vậy? Mày mới quay chứ. Ngồi y xì như mấy con bán bà ngồi. Ừ. Ăn vậy đi làm gì trong đây hả? Ờ. Này. Làm gì trong đây hả? Tao đang làm nhân. Tao nói là làm món này nhanh lắm nhưng mà điều ra chuẩn bị đồ lâu. Chụp con bà bầm thì chè. Đang ngon. Đang ngon. Không phải bầm đâu, cái này tao xách hột lựu nho nho luôn. Đấy, mày biết hột lựu không? Được. À, hột lựu sao thì giờ tao xách ăn cứ tao lấy cái hột lựu đo hột lựu sao là tao xách đây y chang hột lựu. Chụp như dầu mà. Chèo dầu mà, đó bụng luôn. Đang công đoạn nhào bột nha mọi người. Khi mà mình làm mình phải thấm tay dính bột cho đỡ cho nó khỏi dính. Xong mình lấy cái chén ly mà tròn tròn đó khuôn nè. Mình yện xuống đỡ cho có cái chút nọc mệt dữ vậy. Tao giờ bóc tao lấy miếng vậy đi tao nặng rè che ra rồi. Mày làm được như bà mà ngồi nói. À, làm được sao không được mày. Đấy, thay chưa. Sao dính vậy? Nặng mày chứ đâu. Hè mày ngồi mày in đi. Vô đây tao in nhau. Dạ, sao mày bảo nhân làm như tao không biết làm. Bây giờ ông hô không hô là ông làm cái gì vậy? À. Này là mình làm là dạy sao nữa mày? Ui mày. À được rồi. Bây giờ dạy là tao làm giống mấy người ở trên chợ luôn nè. À, ấy sao vậy? Ừ. Tưởng đâu bà được làm tối bà làm nháy được. Mấy mò mày làm với tao chỉ biết nhiêu đó mày. Sau này mày cưới vợ mày phải cưới những người như vậy nha.
Chứ không phải mà kêu anh thèm bánh tay giặt để chở mua ăn thôi cho tình cảm đâu nữa. Tụi chó lấy tụi ai lấy tụi bà. Nói chó tổng chó. Thầy em đang xúc phạm chó mình phải lấy giỡn chứ sao không nói chuyện. Bà vô. Xong mình bóp lại nha các bạn. Mình phải bóp cái đai thiệt chặt lại, đỡ lúc mà mình lụa để nó khói. À, mình nó khói bị bung cái nhân ra nha. Mày bành bành cái nha, giờ có mấy cái gì vậy? Cái đẹp không? Cái đẹp chưa? Đẹp như gái 18. Mọi người là trước tiên mình phải dẹp cái bột này ra nha. Ai thích gì cứ đưa gì, ai thích mình dẹp luôn. Giờ mình cho một miếng nhân lên đây, xong mình tím nó lại nha mọi người nha. Đây mình tím lại càng kỹ là tím sao bút tiền mình tím kỹ sao nè. Giờ cái đây mình tím kỹ vậy đỡ chi mọi người, đỡ chi một chút nữa mình luộc là nó không có bị bung này, nó không có bị bung chành bút chì đây như cái ví tiền mình nó chì hí ra vậy á. Thấy đẹp không? Cái đây gọi là cái bánh tay vàng hiếu nam. Nam mày biết cái đây cả gì không Nam? Bánh tay vàng cái người. Thì bây giờ đây mày biết cái bánh tay vàng là như thế này rồi nè. Mày hiểu không? Mày đi hiểu. Ra ngoài đường rồi người ta lỡ nó có rớt cái bánh này mày biết là bánh tay vàng chứ không phải là túi tiền. Hiểu không? Kêu chồng hiểu bà. Tụi nó không hiểu nữa là tụi rung á. Sao bà nói chuyện từ ngứa ra dữ à? Chị phân tích cho hiểu mà. Chị kích động biết phân biệt mà. Dạ dắt đi ra ngoài đường thì thấy túi tiền là chị là người ta cái bánh tay vàng thôi. Tôi con người với con trâu rồi nè, không hiểu bà. Quá chứ biết đâu được mày. Dạ dân cái hai cái đó dở luôn đó nha. Còn lại nào nè, tao chỉ lại cho một lần nữa nhớ nè. Trời ơi, mình giờ mình bỏ nhân vô. Mình bỏ nhân đầy đầy vô một chút nha mọi người nha. Để cho bánh nó đầy đặn nữa, múp máp được chút. Chung như vậy con. Xong rồi bây giờ đó, mình bóp lại, chỗ bóp lại, bóp kỹ lại nha mọi người nha. Như cái túi tiền mình ấy, như cái túi sách ấy. Mình sợ rớt tiền nữa đâu là mình ấy kỹ tới đó chút. Dầu vô đây cho bánh nó bỏ vô nó không có bị dính với nhau á mọi người. Đấy, thấy rồi chưa? Ví dụ như vậy thì mình không đổ dầu thì mình sẽ chuẩn bị một thau nước lạnh á, sau rồi vớt ra bỏ qua thau nước đó để cho nó khỏi bị dính. Còn cái này mình đổ trực tiếp vô đây là mình khỏi phải làm một cái thau nước nữa. Ừ. Hiểu không Nam? Tao không hiểu. Chứ nó mà hiếu nữa tao luôn á. Tù quá không thằng nó hiếu. Nước sâu, chờ nước sâu rồi mình cho nó thêm đưa năm nay mình tính tiêu tay ngủ ngày nguyên mắt. Ừ. Được rồi chứ. Dạ. Em ngày nào ngủ luôn à. Ngủ không có tốt. Cái mâm bánh của mình nè. Trời hấp dẫn tự nhiên thấy hấp dẫn gì đâu luôn á. Coi mấy chu. Ui chu cho tàu quên. Coi nha, coi cái mấy cái đồ nghe ăn kìa. Em bất chấp luôn kìa. Đi vô nữa chứ. Bất chấp luôn á. Trời ơi. Nào tưởng tượng được. Làm gì vậy? Thật bưng quán. Bưng luôn cái quán đậu vô luôn chứ làm cái gì trời. Ngồi ngon được hết. Trời bánh ngon gì vậy? Chị Hào giờ thấy anh em cực khổ quá. Đã dầm mưa dậy nắng ngay giờ kêu vô ăn này mà giờ làm sao hết rồi. Không biết được. Bỏ vô vô bây giờ. Kéo hết cái đồ. Anh đi uống cà phê đi chơi và tập vô vậy. Mấy người cứ nó ra đậu chụp hình này. Đồ nó rung vậy rồi. Thật chưa thấy tường rung mà. Đừng nói gì mai ai. Đúng không? Ừ. Ai chụp hình đâu? Mấy bà trong số vậy. Chứ mày không thấy ba chạy hết mà. Trời. Thôi đỡ ngựa đó quen bên đây, đỡ ngựa đó quen bên. View đồ cho nó nắng nè. Rồi vô. Chạy. Bánh tay vàng. Bánh tay vàng. Đẹp không? Hấp dẫn không? Ngồi giữa ta đói bụng nữa, đang mưa mưa rồi đó. Trời ơi, sao mấy chị em không ngồi em ngồi ngồi. Ấy mình ngầu mình ấy giờ đoàn chính độn chút nha, ăn từ rồi để review đồ thứ chứ chân thiệt vô nha. Trời ơi, anh em món sơ trương mà làm chung cái món nha. Đây. Thôi giờ em cũng đã biết em ghép cho người miếng thương rất là chục. Review đó.
chưa, giờ chưa chờ mấy ngồi luôn mà. Hello mọi người nha, thì hôm nay là trời mưa gió các bạn. Ok. Nhưng mà làm vậy ai coi cha, món gì đơn giản quá mà làm gì. Nhưng mà nó ngon, phải là vấn đề là dở dở làm hay là khó làm, hiểu không? Tôi làm mấy hôm mấy anh mới. Thôi ok, giải vui vẻ rồi. Nào giờ thâu review đồ cho cái chiếc review đồ cho chiên chân thiệt thử ơi. Thâu cho tự nhiên nha, mời cả nhà nha, mình bỏ đồ sống nha các bạn. Giờ ai review trước đây? Anh Hằng ơi, người lớn ơi. Lớn đó nào. Này sao có anh nhiều ca cam cam đồ đây thay máu máu vậy? Anh tính, anh ca tính. Gợi em. Anh đánh em. Bỏ bài nha, mình sẽ đổ mắt đây. Thâu mắt em trung dung cho coi đâu. Đó anh review. Mình tình cảm mình có gì đâu, em thoải mái. Thâu thử ơi anh đánh lấy em. Nhắm em. Anh mặc áo trắng vô phải, anh mặc áo cam vậy nhau nha. Rồi vô chém đi. Quả xăm mạnh tím. Đi. Đây, đưa em. Anh ơi. Không, đủ đến tự nó ghép. Đủ tự nó ghép. Thằng Nam á là cái thằng ít ăn. Bởi vậy lên video người ta cứ nói quà. Đúng rồi. Nó nói là do nó ít ăn chứ không phải là nó không ăn nha mọi người. Sao? Đừng có ngọt. Món ăn đồ xấu vậy ông nậu. Anh bắn. Như vậy. Nhẹ quá kìa. Như vậy. Trứng như vậy anh. Quẹ trứng như vậy. Như vậy. Bọt lại nha các bạn. Thì thử lại miếng nữa đi. Mà mọi người vậy anh. Quẹ trứng gì nữa vậy ông? Ông mập. Đấy. Nhìn chưa. Thì cái này tôi đặc biệt tôi làm cho mấy ông đỡ bồi bố sinh lực á. Cái gì vậy? Đồ. Mưa. Cái bánh tay giặt không thấy là quả bánh tay giặt mà nói vậy không? Ngon Nam. Ngon Nam. Anh Nam ăn bình thường mà thấy không? Ngon sợ. Tụt mơ mà anh. Quả chứ Nam ăn bình thường mà nói vậy không? Thôi. Đô. Làm ý đâu. Mềm cái người bỏ hẹn mà chết rồi. À cái đây do nãy ăn nó làm xong cái nó niêm niếp bị lạc á, xong bao muối vô đúng không? Đúng rồi. Muối ăn cái bú cú mà nói vậy không? Muối gì ốt mà. Muối gì ốt chị ăn hầu giờ ăn mà nói vậy. Không có, ý là hồi nãy cô thư để nói là nó lậu kỹ thuật. Hồi nãy là có một cái em nếm bị lạc đó. Nhưng mà em lỡ bao miếng muối rồi quá tay. Thâu giờ lỗi. Thâu ngồi xuống đi nha đàng hoàng, như vậy đúng không? Thâu giờ ngồi xuống lại. Nhưng mà ý hồi nãy anh đang trúng cái gì? Nhưng mà hồi nãy anh đang trúng cái gì? Nó kỳ lắm. Vậy là con tôm nó màu đó mà em quên bao cái ốc đâu không lỡ mẹ bị cái đầu nhân ốc á nè. Nhưng mà cái đó đủ lậu kỹ thuật thôi. Thâu nãy em giúp với Hà cũng được. Đây, em làm cho mấy tụi anh ăn mở tay ké tâm huyết em đặt trong đó mẹ nói vậy bây. Đây giờ em ghép ra một miếng nữa nè. Đúng rồi, giờ thâu lỗ rồi, thâu miếng thứ hai rồi. Miếng đầu tiên là do chị Hai điệp anh bỏ qua hả? Đúng rồi. Thằng nãy giờ một mình chị vợ nó không đành bỏ hả? Đây giờ bây. Đoạn này ghép hết rồi cho đừng có bạc nữa. Ghép cho ai đồ chứ. Làm túi ớt đồ hay gì đó cũng mẹ người tôi. Hay là đã đó đồ gì nghĩ đó mẹ tôi. Tôm vô biên với ớt trên bờ mà lộn. Thấy vậy đều sống ngon, ai ngờ ăn vô quá vô cho nó mặn nhiều. Mày bảy lộn. Đồ giờ thâu bảo que khứ nha. Giờ làm lại từ đầu nè. Đây mình chan chung nước mắm nữa nha bạn. Đúng rồi chan đồ đầy đủ vô nha. Đúng rồi. Nam mày thử lại đủ mấy anh em đủ ăn cho mấy anh em tin mày. Đây chị ghép cho Nam luôn nè. Nó giỡn quá à. Hôm nay trời mưa lạnh ăn món gì bánh gì ta tay giặt, tay giặt đúng không? Tay giặt của chị Hà nói cho mọi người. Nhưng mà sao hết bánh này giống bánh tay. Tay là nó giống tay, cái lỗ tay á, còn giặt là bèo giặt mây trôi là mình sôi lên xong nó giặt qua một bên hết là người ta kêu là bánh tay giặt. Anh đang review. Thôi im đi mồm. Mà bạn nha, giờ mình nói nhiều quá giờ mình thấy nó mình quá bạn. Làm lại từ đầu nha, bỏ qua cứ hết này. Mời bạn nha bạn. Sao? Muốn người lại. Chuyện gì vậy anh? Ý là sao người chấm mình với ba thằng đẩy mặt quá nha. Cái biếm gì vậy? Cái biếm gì vậy? Thịt heo. Quả thịt heo mà. Bánh tay giặt gì muối không vậy? Sao mày vậy? Sao mày bán lỗ muối luôn vậy? Mày sao mày cứ đối thủ tao vậy mày? Mày cũng có làm mà mày đâu biết mà mày đối thủ tao. Mày tao bán. Ê, nói vậy. Dạ. Nói vậy thôi giỡn mẹ nhỉ. Mình chơi tôi mình đẹp vô số giùm thì ta lớn không có. Em đâu có chơi đâu anh. Giờ tự nhiên giỡn miếng giờ biết bỏ gì nó nữa. Đụng đó vô thứ ơi cho chú ăn hết mà nói vậy. Đồ đồ anh em bớt nóng đi. Tụi cái đẹp anh giỡn. Anh đặt cái chuyện lâu.
Thôi giờ lỡ đầu, giờ ai biết đâu giờ làm mà công chức của anh cũng chị em bó rèm. Hai chị em đuột anh rước em sợ à. Cái này em đang có sao đâu. Đúng rồi, Nam anh đâu có sao đâu nè. Nó thảo đấy. Nó ngầu trồng hôn hơn thứ luôn à. Nhưng mà ý là hồi nãy giờ thằng Nam đùa nó anh cũng đâu có sao đâu mà sao ba người vậy á. Chị Hà ghét luôn. Chờ hết chị, chờ lấy lỗ tai heo bỏ vô đó mày. Tại lỗ tai heo sống mày chưa. Không phải đâu, cái đó là nó đúng đầu nãy xách cái thịt ba tiên chứ nó còn lại á, không sao lấy sinh lực đàn ông á. Ấy là bữa nay quen gì? Thôi thôi thiệt. Nghĩ sao phải làm chị em làm ké một buổi chiều mang bánh về chẳng lẽ đem đố nó không? Mà món đó là cái bánh nguyên chị bỏ lại cho nó cây mà phải ớt à. Cái cây mà Hà cầu xí. Bây giờ cái nào anh mới thông minh ra nè. Hồi nãy giờ sao anh có em bé hại? Anh không biết mẹ đưa anh quay vậy? Đưa anh. Em làm. Đưa anh quay vậy? Anh liều. Đây với bạn. Đi. Đưa anh ghép cho mày. Đưa tao ghép. Anh ghép đây. Đưa ghép. Không tin để đứng cho anh. Mấy đem vô đây coi bán mặt của. Bây giờ ngầu anh nha, ngầu anh chưa anh. Đâu đũa nào của em là đâu? Bé hàng đâu? Đây. Đây. Ý là em ham ăn lắm, anh ghép nhiều à nha, cho một miếng xin nhơi. Không cần biết. Bà đừng có nói nhiều đúng không? Nói chung là đúng, tao đúng, nói mày cuộc sống nó không thọ mẹ đâu đúng. Tốt lành gì mà anh ơi, đó anh đi nè, nước mắm làm rất là đặc biệt luôn đây nha các bạn. Nói chung lại bạn mặt nãy giờ tụi anh hai hai cái sao đúng đâu, đúng đâu Nam anh có sao không? Nam lại làm tôi đều thằng này nó răng nút nè, nó răng nút, nó sợ nó sợ để nó làm có gì đâu. Anh quay que em review này mà mọi người nha, chó đâu ném dữ mày trộn quá. Mẹ ông cứ vô làm mèo làm mì không à? Không phải cậu em làm phiền cứng không? Ôi, em rất nhỏ nè. Sao giờ tới tôi được cho? Anh ơi. Giờ tôi anh này có thứ có chết không? Anh thử đó, tôi cũng chưa tin lắm không? Đơm qua. Tôi chưa tin lắm đâu. Ngon nhở? Em làm một miếng rồi cho anh tin luôn này. Đúng không? Má sao còn ném dữ vậy? Không đâu, muối đâu. Ngon quá. Bây giờ anh em ăn được chưa? Anh hiểu đâu. Sao anh? Anh hiểu đâu. Lý do tại sao nó ghét nó bỏ mà nó không đỡ mình tự mình ăn. Em u mơ già được gái em u mơ quá. Tôi nghi lắm. Nhưng mà thôi còn mẹ nó, thế giờ nó ăn được mình ăn được cho mình nghi. Nãy giờ giỡn anh em đâu. Giỡn gì? Giỡn anh em chút thôi chứ. Dạ bữa giờ em thấy nhạc với người ba muối vô cho mẹ chút anh. Đừng có tàng lên trên mạng đọc cái comment người ta nói sao thấy kênh anh không, sao làm biếng làm mà thấy dưỡng nhạt quá vậy, bây giờ tôi bỏ muối vô chị. Đúng rồi, trả mạng hết chuyện trời ấy. Em hiền quá gì vậy? Trời mưa mà giờ đâu quay video được đâu, giờ chị em sống nhau làm cho ấm thực đó, mình quay có video mình úp đồ cho vui. Mẹ mấy ông rồi đây cứ sống nhau à, nãy ông mua bị bực trong giờ ông quay nó ông đi à, ông nói không biết nào hết, tôi bị ghim rồi. Hồi nãy tôi chưa nói ông luôn á. Sao? Dạ tôi có gì chứ không biết làm như bà ấy. Không cởi. Nếu mẹ thâu giờ lỡ nào giờ giỡn chút nhảy thâu chứ mẹ nãy giờ ba toàn đồ ăn giống cá gì hết á. Mà ngon thiệt chưa? Ngon thiệt rồi, giờ em nói là thâu bây giờ đơm review món đỡ 20 bạn đây anh rút nha các bạn. Mình thì vợ ba con rồi nên thâu đỡ thêm hai nghĩa đây giờ nó review trước rồi. Cho mình sợ lắm các bạn ơi. Mời bạn nha các bạn. Nhưng mà từ từ mà em cho thật tao nghi lắm á. Tao nghi lắm á. Cá ngon hả anh được anh? Ngon là không có. Vậy anh vậy. Trời mà nào. Đúng không? Đẹp gái mà trao vậy là không tốt nha em. Từ từ mình còn chồng con đồ nữa nghe em. Dạ em thấy bởi giờ ai cũng kêu kênh mình nhạt hết nên em bấm muối vô cho nó thôi, mẹ thôi bà im cái mồm, bà đừng có nói điêu. Chồng bà ngồi đây mà không thấy nào kêu chồng nữa bà. Đúng không? Chồng ai? Đâu? Bà nói tao đi. Tôi dài. Không mày. Không suốt. Bi Hà có nhiều người thương lắm. Mày có mua nấu chai nước hoa nào bán không? Không. Có một chai á, có 250 ngàn đúng không em? Ừ. Nè. Em miễn phí ship luôn. Đó, đúng. Có 250 ngàn mà còn dám mày mua mày tặng bây giờ mày dối ấy. Mày dối mày mua mày tặng nó thử đi. Đừng nào tặng nó. Không bao giờ. Sao vậy cuộc đời mày làm sao? Đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Quy tín. Mà tao nghe mà nói mày bùa hoài là tao nắng tao muốn ăn người cũng chịu à. Quả? Không có gì. Quả vậy là ăn được hả? Chưa em chưa ăn mà em dám ăn đâu đó, em tư rất nửa đồ chưa. Vậy là quý đi ăn trước đâu. Nó làm miếng người thấy không? Ngon quá cho nó làm miếng người. Ngon quá mày bùa. Giờ cãi mày. Đưa em quay anh. Đưa em quay anh. Được, anh thử lại đi. Ừ. Đây. Anh tự ghép luôn đi.
À đúng thôi, giải cho lành mẹ. Giờ nói chung tôi cũng có tin lại rồi đó. Cuộc sống này bây giờ tôi cũng tin lại rồi đó. Chơi chơi nhau không giấy mình chơi gì tôi xấu. Anh ba réo vô nữa sao mình trang thêm nó trắng nữa. Bây giờ là mình thiệt. Các bạn mình biết mà bây giờ mình review nửa cái rồi ạ. Wow. Sao anh? Ngon nói nên lời đúng không? Giọng chơi thôi. Trời, đến như vậy là đúng rồi anh này. Nhiều rau dưới. Mở bạn nghe. Trời ơi, cái món này là mày nhức cái nát rồi đâu. Mấy em sợ em cũng chưa dẫn mấy cái nhỏ nhỏ em dở cho em là coi ớt quá. Không có này chị dọn á. Dạ không? Thiệt. Ừ, dính không? Ê, đây, em liều mà em nướng miếng này. Bình thường nha. Được rồi. Không. Nó ăn chưa ngon quá. Đây, thiếu biết thứ này, biết thứ không? Thiếu gì? Thiếu nụ cười của chị á. Cười lên liền. Ông nói điều gì vậy? Ông nháo chặt cái gì vậy? Anh ghi lại không? Được. Nhưng ngon hả? Trời đây thấy như tôm một giày á. Nhảy ra người ra nó là tránh cái em tướng nè. Bà bỏ chắc mực. Em nãy lẩu cái thật đâu, với lại tôi bời bố đồ mà. Nó mấy cái đó em tặng là bố không mà nói vậy. Không mau người nha. Quay rồi sao? Em anh nghi vậy? Anh nghi bạn. Nhường á, làm mấy cực khổ cho mấy ông anh á. Nói chung mình thương vợ mình lắm bạn. Nói chung vợ mình là số 1. Em thương vợ lắm nào. Thương đồ nữa chứ. Có vợ nào mà thương mày. Vậy là ấu gì mà. Anh nào cúng à. Vậy lại là thương là thương chị hiền lành đồ chịu khó đúng không? Chứ ai nói thương là thương đẹp đâu. Thì đó chị anh chị đẹp đâu thương ấy là thương là hiền lành chịu khó vậy. Tôi về mà không đẹp. Em nói vậy xúc phạm đó nha. Đâu chị đẹp. Em thương chị đẹp. Còn ngon quá. Cho anh em ăn thoải mái nha. Giờ mình the hết tâm tư vô trong cái mầm bánh tay giặt này nha. Mở bạn nha. Đây là cái bánh tay giặt nha mọi người. Okay. Mọi người nha, đây là bánh bánh tay muối. Ủa lộn, bánh tay giặt nè mọi người. Tay giặt chứ. Lộn. Sao anh đánh? Sao anh? Ngon đó nên lời vậy. Xin lỗi anh ơi. Xin lỗi nha, tặng nãy tụt mới gặp mặt mà cho vô vậy. Mà bạn biết nữa nha bạn. Ok. Chờ mình kết thúc video nha mọi người nha. Mọi người thấy video hay á thì cho kênh một like, một share và một chia sẻ nha mọi người nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Bye bye mọi người nha.